Hi, xin chào tất cả mọi người, em là Khánh đây. Thì ngày hôm nay em lên sóng cho mọi người là một cái thùng giấy. Đó, không có nhãn mác thương hiệu gì hết. Thì đây là những cái thùng đồ nghề hàng bãi Nhật và được công ty thanh lý ra. Thì cái lô thùng này là cái lô thùng công ty gia công cho hãng Jet của Mỹ nha mọi người. Thì thông tin của sản phẩm đó thì em cũng sẽ hiện lên trên màn hình cho mọi người xem. Giá một cái con thùng này á, sau khi mà xuất sang thị trường Mỹ và đóng gói thì nó chỉ là dán thêm cái tem thôi chứ cũng không có gì mà khác nữa hết. Thì giá nó coi rơi vào khoảng là 113 đồng. Thì tỷ giá hiện tại thì nó khoảng là hơn 2 triệu rưỡi, lanh quanh đâu đó là 2 triệu 8 nha mọi người, chưa thuế má. Đó. Thì ngày hôm nay em sẽ bán cái thùng này với cái giá là 1.250.000 đồng và bao ship. Rồi chi tiết của cái thùng này như thế nào thì em sẽ cùng mọi người khui ra xem nha. Bây giờ chúng ta sẽ đập hộp và khui cái thùng này ra. À, khi mà mấy anh chị mình mua hàng bên em á, đóng gói thì là cái sản phẩm như vậy là thực chất là đã gói hàng đi được luôn rồi đó. Bên trong nó có xốp, rồi có bao bọc đầy đủ hết. Nhưng mà em cũng sẽ bao quấn thêm những cái lớp nữa bảo vệ cho mọi người nha. Đây, đây là một cái thùng đồ nghề. Thì người ta đóng gói tất cả mọi thứ là ok hết. Đây là hàng bãi của Nhật. Và cái lô này là lô của công ty thanh lý ra. Hết lô là hết luôn nha. Chứ kiểu như rất là nhiều khách, giống như hôm trước em đang bán cái thùng KTC vậy. Clip cũng nay chắc cũng mấy tháng rồi, giờ hỏi còn hay không. Anh cứ đợi đợi, dạ nó hết là hết luôn, chứ đặt hàng về nữa cũng không có đâu. Rồi bây giờ em sẽ khui ra cho mọi người xem. Đó, đây là một cái thùng đồ nghề mới 100% hàng bãi Nhật, công ty thanh lý ra. Và những cái mẫu này là xuất đi thị trường Mỹ nha mọi người. Rất là dày dặn, cứng cáp và rất là đẹp luôn. Rồi. Rồi bây giờ em sẽ khui ra cho mọi người xem nha. Đó. Rất là ok nha. Rồi, mình nhìn sơ qua bên ngoài một chút. Đó, thì cái thùng này nó sẽ có là một cái nắp trên, 1 2 3 ba cái ngăn bên dưới và có tay xách. Mình có thể xách và di chuyển tới lui được. Màu bên ngoài là màu sơn đen hoàn toàn. Giá của cái con này nó là 1.250.000 đồng và là bao ship. Đó, bao ship trên toàn quốc cho mấy anh chị luôn. Rồi. Bây giờ mình sẽ mở ra xem cho nó như thế nào nha. Đây, để mở nó ra, bây giờ hiện tại là mấy ngăn này nó cứng rồi. Nó lóc rồi. Mình không có mở ra được đâu. Để mở ra thì mình phải bật hai cái này lên. Đó, và sau đó mình mở cái này lên. Thì sau đó mình mới kéo từng ngăn ra được. Đó, một ngăn, hai ngăn và ba ngăn. Đó. Thì cái con này khi mà mở ra nó là hết như vậy. Rất là đẹp nha. Rồi bây giờ mình sẽ đóng lại. Đóng lại và review chi tiết coi cái thùng này nó có cái gì hay và đặc biệt không, hay là mình sử dụng nó như thế nào. Để sử dụng được cái thùng này cũng phải biết cách sử dụng nha. Chứ không phải là mua về rồi cứ suy nghĩ giống như ngăn ngăn kéo bình thường. Không, nó có cái những cái cách sử dụng riêng của nó. Rồi. Bây giờ mình sẽ gài lại nha. Rồi. Rồi giờ chúng ta sẽ review chi tiết cái thùng này. Đầu tiên á, là chúng ta sẽ đo cái kích thước bao bên ngoài của nó nha. Rồi cái thùng này nó sẽ có một cái chiều ngang là 52 cm, 52 phân. Rất là phù hợp để chúng ta để bàn. Chiều cao của nó phủ bì luôn là 30 cm. Và bề rộng của cái thùng này là 32 cm. Thích hợp chúng ta để di chuyển, đem đi di chuyển nhiều nơi, hoặc là mình để trên bàn để mình làm việc, mình kéo ra mình cần những cái món đồ nghề. Và cực kỳ là cái thùng này nó chịu tải rất là hay luôn. Đó. Rồi khối lượng của cái thùng này sẽ là như sau, chưa bao gồm đồ nghề nha. Thùng này nó có một cái khối lượng đó chính là đó, 7 kg lô tư nha mọi người. 7 kg lô tư là chưa bao gồm đồ nghề gì hết, chỉ là cái thùng thôi. Đó, 7 kg tư. Và cái những cái thùng này khi mà mua hàng là em sẽ bao ship cho tất cả mọi người luôn. Đảm bảo là giao tới nơi là thùng còn nguyên vẹn rất là đẹp. Và tất nhiên là cái thùng này em cũng đã chừa lại một mẫu dùng để riêng rồi, để xài rồi. Tại vì nó quá đẹp và giá nó cực kỳ tốt. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái giai đoạn là hướng dẫn cái cách sử dụng cái thùng này ha. Cái thùng này hiện tại trên màn hình mà mọi người thấy nó sẽ có một cái ổ khóa trung tâm. Hai cái khóa hai bên. Thì cái khóa trung tâm này sẽ sử dụng cái hai chìa khóa hãng họ đi kèm, họ tặng cho mình. Tay xách ở đây. Rồi, để mở cái thùng này ra, hiện tại mình thấy nè, mình kéo cái này ra không được. Kéo dưới này ra cũng không, kéo dưới này ra lại càng không, không được. Làm sao để kéo nó ra? Thì giờ mình sẽ mở cái này lên. Mở cái này lên.
mình dở cái nắp này lên đó. Thì khi mà dở nắp này lên mọi người thấy sẽ nguyên cái dàn bản lề chỗ này, và kèm theo đó là một cái chốt này. Thì cái chốt này khi mở nắp này lên, chốt này gài lên thì lúc đó mình mới có thể kéo này ra được nha. Đó, mình kéo này ra được. Cái này là cái cơ chế khóa của cái tủ này, cơ chế khóa của cái tủ. Rồi bây giờ mình đẩy cái nắp này lại, đẩy cái nắp này lại thì bây giờ mình vẫn còn sử dụng được bình thường. Đó, nè mấy anh chị thấy không, mình vẫn sử dụng bình thường. Trong trường hợp là mình để cái này cố định và kèm theo đó là mình xài thế nào thì mình cứ kéo ra thôi, nó tới như vậy. Để khóa nó lại thì mấy anh chị mình dỡ cái nắp này lên một lần nữa và mình đẩy cái này vô, lấy hai tay hai bên đẩy vô, 1 2 3 đó, mình đẩy nó vô thì nó sẽ khóa cái chốt này lại và lại là như vậy đó. Thì đây là cái cách sử dụng cái tủ. Cái tủ này á, cái chỗ cái bát chỗ này là người ta làm nó ngang như vậy nha. Nhiều người chắc sẽ có nhiều khách là khi mở ra thì mình sẽ làm như vậy, nhưng mà làm như vậy á, thì nó sẽ bị cấn nha. Đó là lý do tại sao mà chỗ này nó có thêm cái gờ là như vậy đó. Thì người Nhật họ làm là đã có tính toán kỹ lưỡng hết rồi, chứ không phải là kiểu làm mọi thứ nó không có một cái sự chỉnh chu gì đâu đó. Mình gài lại rồi, ở đây là mình sử dụng cái khóa trung tâm để mình khóa cái nắp này lại luôn, thì đồng nghĩa với cái việc là cái thùng này không có mở ra được gì hết, ngay cả cái nắp bên trên cũng như vậy. Và kèm theo đó là hai bên hông này nó có hai cái lỗ nữa, thì cái lỗ này mọi người có thể để thêm những cái khóa nhỏ rất là hay. Một cái thùng này nó nặng là 7,4 kg nha mấy anh chị, rất là tiện mà có thể mang vác đi được rất là nhiều nơi, cực kỳ tiện. Và em sẽ show cho mọi người xem là cái thùng đồ nghề mà em đang để nó sẽ là như thế nào. Rồi đây là cái tủ đồ nghề mà em giữ lại, không phải tủ KTC nha, tủ KTC giữ lại không rài rồi. Đây là cái thùng đồ nghề, thì dán tem đồ lên nó rất là đẹp. Cái tủ này á, khi mà chất full tải hay là chất full hết nó sẽ ra làm sao và trông như thế nào ha. Rồi tủ đồ nghề này em đã chất lại rồi, hiện tại là tất cả ngăn kéo nó đều khóa hết. Và cái cơ chế khóa kiểu này là nó giống như cái tủ của KTC luôn mọi người. Tủ KTC bây giờ nè, mọi người đưa vô như vậy đó, để khóa nó thì mọi người đẩy sát vô luôn, còn nếu như không á thì mọi người đưa như vậy. Rồi nè, muốn khóa đẩy sát vô luôn, đẩy sát vô và sau đó mở nắp lên và lóc lại đó. Thì cái tủ này đã qua cái giai đoạn bán rồi, hết rồi, tủ này hết rồi, không còn nữa. Rồi để mở ra nè, mình sẽ mở nó lên đó, mở nó lên rồi mở nó ra đó, thì bên trong nó sẽ là chứa những cái đồ nghề. Rồi mình mở nó lên thì bây giờ mình sẽ kéo này ra, lần lượt là kéo cái này ra, thấy không, để cực kỳ nhiều nha, không ít đâu đó. Những cái mỏ lết size 1, size 3 tấc vẫn có thể để cho bình thường thoải mái vô tư và ngăn kéo đó. Những cái tủ của Nhật thì em cũng nói rồi, phải để cho nó nhiều vô thì kéo nó mới êm được, chứ còn để ít thì nó cứ lỏng lẻo lỏng lẻo đó. Đường ngăn đỡ đầy đủ tất cả đồ nghề rất là đẹp nha. Rồi thì cái nắp này nó mở ra và nó có thể nằm trên này được. Thì cái nắp này á, em có một số ý tưởng, ví dụ như những cái mũi vít có 500 này kia đó, mọi người có thể hít trên này và làm được nhiều việc. Hoặc là đưa những cái mâm mà mâm hít 500, hít ốc vít đồ để trên này. Rồi cái ngăn trên này dùng để những cái vật dụng mà mọi người một phần là sử dụng thường xuyên, một phần là mọi người quý nó, tại vì nó sẽ nằm yên trên này nè. Còn khi mà mình kéo ra, kéo ra như vậy nè, nó sẽ sọc sạch qua lại, nó có thể làm chày đồ mình đi. Còn đồ nào quý thì có thể để trên này đó. Và em sẽ bắt cận cái video này lại để cho mọi người xem ha. Đó, nhìn trên khung hình thì nó rất là lớn đúng không đó. Thì mình mở ra mình xem, thì cái ngăn ở trên á, mình có thể để được những cái vật dụng mà mình thích, mình quý nó. Ví dụ như những cái sản phẩm của Candy Patch, hay là những cái bộ lục giác của BB Sweet Tool, những cái món mà mình yêu quý nó. Rồi thì cái thùng này nguyên zin của nó sẽ là phía dưới nó là mặt sắt luôn, nó là sắt bên dưới, nó là sắt bên dưới và nó không có cái tấm foam này nha. Thì những khách hàng mà mua bên em đối với cái thùng đồ nghề này, em sẽ tặng cho mọi người là một cái miếng foam to như vậy, một cái miếng foam to như vậy, mọi người mua về để mọi người cắt ra và bỏ vào bên trong này. Thì cái miếng foam này cắt ra thì nó có thể cắt được hai tủ luôn á, cho nên là bây giờ em đưa cho mọi người tấm này để cho mọi người cắt nó dư luôn. Nhưng mà bây giờ cái bản này nè, cái ngăn trên này nè là bề rộng lòng trong, lọt lòng của nó là 21, còn phía dưới của nó này là 18 phân rưỡi, để cho 19 đi, 21 cộng với 19 là 40 nha. Cho nên là cái tấm này nó bề rộng nó là 40 đó, mọi người có thể cắt được hai cái tủ luôn cũng đủ nữa đó. Khổ này là khổ 40 nhân cho 1m2 và foam này foam dày 3 ly, rất là thích hợp để cho những cái tủ đồ nghề nha. Rồi bây giờ em sẽ đo lọt lòng của cái tủ này để cho mọi người xem thôi, trước mắt để cho mình xem về cái tủ này khi mà để đồ lên nó sẽ như thế nào ha. Đó. Rồi đó, ngăn dưới.
để cờ lê, để những cái vật cờ lê này kia rồi đó cho mọi người, để rất là nhiều cờ lê nha. Rồi để em quay xuống xíu đó, để rất là nhiều cờ lê. Rồi mở lên xíu đó thì để những cái cần tự động, cần tự động đầu tiếp đầu khẩu này kia rồi. Rồi hoặc là lên trên xíu nữa thì mọi người sẽ để những cái sản phẩm vụ kiềm mở quả cần tự động này kia rồi, tùy tùy cái nhu cầu của mỗi người mà mình muốn để cái gì cho nó phù hợp đó. Rồi tầng trên là để những cái món mà mình yêu quý, mình thích nó. Rồi hồi nãy em nói rồi đó, nếu như mà không xài cái chức năng khóa á, thì mình kéo nó ra rồi sau đó mình đẩy vô thì mình xài thôi, cần cái nào thì mình cứ kéo ra thôi đó. Hiện tại là nó không khóa. Rồi muốn khóa nó thì dở cái này lên và sau đó lấy tay nhấn vô. Rồi đầy đủ ok hết rồi nha, 1 2 3 kịch 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 đó, thì bây giờ là nó khóa lại đó. Chứ còn mà kiểu nó nửa vời, nó hơi hơi như vậy nè, nó hơi hơi như vậy nè, mình đóng lại nó bị cấn nha. Để em kéo ra xíu, nó hơi hơi như vậy nè, đóng lại là nó bị cấn nha mọi người, cho nên là mình phải kỹ cái chỗ này đó. Nó vô ngàm là nó sẽ lóc lại bình thường. Rồi giờ mình khóa lại, rất là ok và rất là đẹp. Cái kích thước lọt lòng của cái tủ này nó sẽ là như sau, mình nói kích thước lọt lòng nha. Đó, kích thước lọt lòng nó sẽ là bề rộng lòng trong của nó là 51 cm, 51 phân nhân cho 21, 51 nhân cho 21, và cái chiều cao của nó lên á, mình tính tới cái thành này không đi, tính tới cái thành này không á, là nó 5 cm. Nhưng mà cái nắp này khi mà đậy là hết như vậy là nó cao lên tới trên này lận, thì cái nắp này mình nó cao thêm được một đoạn nữa là tầm 4 cm, cho nên là trong này mọi người sẽ có cái khoảng cao là 8 cm nha, tầm 8 cm. Rồi còn cái khay này thì 1 khay, 2 khay và 3 khay này thì 3 khay đều kích thước là bằng nhau hết. Và ưu điểm của những cái tủ Nhật á, kéo ra một cái là kéo ra hết luôn đó. Kéo ra là kéo ra hết luôn, là mình biết rõ bên trong, chứ em không có thích cái chuyện mà kéo ra nó mới hơi hơi như vậy, còn ở trong này phải lấy tay mò vô rất là khó chịu luôn, cực kỳ khó chịu với những cái tình trạng đó. Rồi cái tủ này á, lọt lòng của nó là 45 cm, những cái mâm bên dưới nha, 45 nhân cho 19, và chiều cao của nó thì chiều cao mình tính tới cái thành này đi, chiều cao tính tới cái thành này thì nó rơi vào khoảng tầm 4 phân rưỡi, tầm 4.5 cm nha mọi người, 4.5. Rồi cái tủ này á, mà khi bán cho mấy cô chú anh chị mình đem về á, thì em sẽ tặng cho những cái foam. Thì những cái foam đó mọi người cắt kỹ và lót vô những cái khay bên trong này, là cắt lọt lòng. Thì cũng có nên là tạo cho mình một cái thói quen là mình cắt và mình lót những cái tủ đồ nghề, thùng đồ nghề mà mình mua về mình lót. Phần á là nó bảo vệ được cái tủ của mình, cực kỳ bảo vệ nha mọi người, cực kỳ bảo vệ luôn. Cái phần thứ hai á, nhiều khi đồ nghề mình để bên trong này nè, mình không biết là khi nào mình xài đâu. Mấy anh chị mình để cái mặt sắt này nè, nó tiếp xúc với mặt nước sơn này á, tầm 1 năm, 2 năm thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là cái mặt sắt này nó ăn vô cái nước sơn luôn, nó không có bảo vệ được cái đồ nghề của mình, cũng như là không bảo vệ được cái tủ. Cái thứ hai á, là nó sẽ êm, nó cực kỳ êm luôn. Mình để đồ nghề mình kéo ra kéo vô nó có lọc cạch lọc cọc, nó không có nghe được cái âm thanh đó, rất là êm nha. Bảo vệ đồ nghề, bảo vệ tủ, và nó cũng chả có bao nhiêu tiền hết, nhưng mà em muốn tặng cho mọi người đó. Mình mua về mình cắt ra và cũng không có mất của mình bao nhiêu thời gian để mà mình cắt cho những cái khay này đâu đó. Rất là đẹp nha, tủ đồ nghề đó. Bây giờ nó đang mắc cái này nè, đây nó sẽ đang mắc lưng chừng. Thì lý do nó mắc lưng chừng là ở đây nó có cái ngăn thứ hai này, ngăn thứ hai này chưa đẩy vô sát đó, ngăn thứ ba này nó sẽ mọc ra ngoài luôn, mình đẩy nó sát như vậy đó, đẩy nó vô sát thì mọi người sẽ đẩy lại và gài lại như vậy đó. Rồi khóa lại và bây giờ mình sẽ xách đi và mình làm việc thôi đó. Nhưng mà cái khối lượng này thì nó không có nhẹ đâu. Hiện tại là cái thùng này nó tới 20 mấy kg lận, rất là nặng. Đây, để nhóm cho mọi người xem nha, cực kỳ nặng đó. Thấy chứ, đồ nghề bỏ vô cái thùng này mà bỏ lên vô tầm 50-60 kg là thoải mái vô tư, quan trọng là mấy anh chị mình có chịu để đồ hay không thôi. Và đây là cái tủ đồ nghề, hàng gia công tại Nhật Bản, hàng bãi Nhật và xuất đi thị trường Mỹ, thị trường châu Mỹ. Tên và thương hiệu của tủ này sau khi mà xuất đi Mỹ và giá cả thì em đã công bố show lên cho mọi người xem rồi. Giá bán của cái con này là 1.250.000 đồng và đã bao gồm phí vận chuyển rồi nha, đã hỗ trợ tiền cước cho tất cả mọi người. Đó, thì em là Khánh và đến từ kênh đồ nghề Nhật Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại mấy anh chị một video clip tiếp theo. Bye bye mọi người nha.